Xin chào quý vị, tôi là Phan Quang Vinh, trưởng bộ phận truyền thông công ty Retrolex Việt Nam. Với vai trò là đơn vị tổ chức triển lãm quốc tế Nepcon Việt Nam, tôi xin phép trình bày kết quả khảo sát do Retrolex thực hiện từ tháng 4 năm 2022 về tác động của đại dịch COVID đến các doanh nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Nhằm thích ứng với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh, trong và sau đại dịch, Retrolex đã hợp tác cùng với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn, các chuyên gia trong ngành, các tổ chức chính phủ, để mang đến chuỗi chương trình trực tuyến cung cấp những thông tin cập nhật và các mô hình kinh doanh du kích hiệu quả. Theo đó, ý tưởng về cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp được đưa ra sau khi Retrolex Việt Nam nhận được đề xuất chia sẻ thông tin và giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tận dụng lợi thế từ cơ hội kinh doanh trực tiếp và trực tuyến. Từ năm 2020, dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp đã được khởi động với các chương trình hội thảo trực tuyến hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Dựa trên ghi nhận kết quả khảo sát từ ý kiến từ gần 300 doanh nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ đang hoạt động tại Việt Nam. Do đó, tiếp nối thành công của các chương trình cũng như những phân tích hữu ích từ khảo sát từng thực hiện vào tháng 5 2020, thì năm 2022, chúng tôi quyết định thực hiện lại khảo sát và tìm hiểu tình hình thực tế của các doanh nghiệp. Trước tiên, tôi xin phép được tóm lược thông tin của các doanh nghiệp đã tham gia vào khảo sát. Theo số liệu cho thấy, 65% doanh nghiệp tham gia là các nhà sản xuất linh kiện điện tử và công ty Việt Nam. Nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 11%, còn lại là 24% các doanh nghiệp FDI và các tổ chức khác. Và trong tổng số tất cả các doanh nghiệp tham gia đánh giá thì có đến hơn 70% đề xuất cần nhận được những lời khuyên và tư vấn kinh doanh để phục hồi lại hoạt động sản xuất trong và sau đại dịch. Bên cạnh đó, hơn 73% doanh nghiệp cho biết rằng dự kiến cần phải mất hơn 1 năm để hồi phục, còn lại thì có thể mất từ 3 đến 5 năm. Ngoài ra, theo khảo sát, có hơn 74% doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh và có nhu cầu tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối kinh doanh. Tuy nhiên, hơn 50% doanh nghiệp lo lắng đến vấn đề hiệu quả, trong khi 35% quan tâm đến chi phí và số còn lại thì tập trung vào tính an toàn, sức khỏe. Do đó, một con số đáng chú ý là có đến gần 60% các doanh nghiệp tham gia khảo sát mong muốn tham gia các chuyến tham quan nhà máy, học hỏi từ các cách vận hành thực tiễn tại các khu công nghiệp. Cụ thể, chúng tôi cũng xin chia sẻ đôi nét về các hạng mục mà doanh nghiệp hy vọng được tư vấn. Theo đó, có 39% doanh nghiệp mong muốn được tư vấn cụ thể từ các công ty, chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động sản xuất linh kiện điện tử. Hơn 20% hướng đến các bài học, kinh nghiệm thực tiễn từ các công ty lớn trong ngành, có thành tựu nổi bật trong thực tế khôi phục kinh doanh sau đại dịch. Phần còn lại thì mong nhận được các cập nhật từ chính sách của các cơ quan ban ngành, chính phủ và tổ chức quốc tế. Từ các số liệu trên, có thể thấy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chuỗi cung ứng bị gián đoạn, chi phí hoạt động vận hành tăng cao và khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng ngày càng trở nên khó khăn. Do vậy, để các doanh nghiệp điện tử có thể tích lũy kinh nghiệm, vượt qua rào cản địa lý cũng như tìm kiếm thêm khách hàng trong tương lai, thì công ty Retrolex Việt Nam cùng với các đối tác trong dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp đã tạo ra rất nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp như thư viện trực tuyến, cẩm nang kinh doanh trong đại dịch, chuỗi hội thảo trực tuyến, tọa đàm cùng chuyên gia và đặc biệt hơn cả là chương trình hoàn toàn miễn phí, tư vấn kinh doanh cùng các công ty tư vấn hàng đầu trong nước và khu vực, đa dạng lĩnh vực từ quản lý nguồn lực, tái cơ cấu tổ chức, đầu tư mở rộng thị trường, truyền thông và tiếp thị. Vì vậy, xin quý vị đừng ngần ngại mà hãy cùng chia sẻ những chủ đề mà quý doanh nghiệp đang quan tâm cũng như giành lấy cơ hội tiếp cận các giải pháp kinh doanh sáng tạo thông qua việc đăng ký tham gia dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp bằng cách quét mã QR trên màn hình hoặc liên hệ trực tiếp với ban tổ chức triển lãm Nepcon Việt Nam, công ty Retrolex Việt Nam. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe phần báo cáo kết quả khảo sát ngành điện tử và công nghiệp hỗ trợ từ triển lãm quốc tế Nepcon Việt Nam. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và kết nối kinh doanh thành công cùng với các hoạt động của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.